Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ. Hà Thương rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày. Và hôm nay có thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Ngày 3 tháng 7, Twice trình diễn ca khúc mới Perfect World trên chương trình The Music Day của kênh MTV tại Nhật Bản. Đây là màn biểu diễn live đầu tiên kể từ khi nhóm nữ nhà JYP phát hành Perfect World hôm 30 tháng 6. Perfect World là ca khúc tiếng Nhật thuộc album cùng tên, dự kiến lên kệ vào ngày 28 tháng 7. Trên The Cool, chủ đề về sân khấu của Twice nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Knet. Người dùng mạng đánh giá cao concept mạnh mẽ của ca khúc Perfect World. Trong màn trình diễn live, Twice vừa thể hiện vocal tiến bộ, vừa mang đến cho người hâm mộ những màn vũ đạo bắt mắt cùng nhan sắc rạng ngời. Ba thành viên nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất trong sân khấu ngày hôm qua chính là Jihyo, Mina và Nayeon. Jihyo được bình chọn là thành viên thống trị màn biểu diễn Perfect World nhờ giọng hát nội lực, hình ảnh mạnh mẽ cực kỳ hợp với concept lần này. Người hâm mộ khó lòng rời mắt trưởng nhóm Twice mỗi lần cô xuất hiện ở vị trí center. Phần đoạn hát của Jihyo cũng là đoạn killing part của Perfect World. Mina chiếm trọn sự chú ý khi diện chiếc áo hở vai, khoe bờ vai trắng nõn, nuột nà và gợi cảm. Mặc dù diện outfit sexy, Mina vẫn giữ nguyên khí chất thanh lịch, tạo nên diện mạo vô cùng cuốn hút. Nayeon cũng là một thành viên nổi bật khi chứng minh năng lực cân mọi concept, xứng đáng là siêu center của Twice. MV Perfect World là MV tiếng Nhật thứ 2 trong năm 2021 sau MV Kura Kura hồi tháng 4. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, Twice kỷ niệm 4 năm debut tại Nhật Bản bằng một buổi giao lưu online với người hâm mộ. Các thành viên Twice hy vọng rằng sớm được tổ chức concert sau hơn một năm bị hủy, hoãn chiếu buổi diễn vì tình hình dịch bệnh. Trước khi comeback tại Nhật với Perfect World, Twice cũng đã có màn comeback tại Hàn với album Test of Love và ca khúc chủ đề Alcohol Free. Tuy bài hát khá hay và hợp với mùa hè và concept cũng rất xinh đẹp, nhưng cũng có một bộ phận netizen cho rằng ca khúc chủ đề mà JYP chọn hơi nhạt. Sau đó cũng có một số fan và cư dân mạng cho rằng những bài chủ đề tại Hàn thường nhận về phản ứng trái chiều gần đây thì các bài hát comeback tại Nhật luôn mang về phản hồi tốt hơn, concept cũng trau chuốt hơn. Điển hình là ngoài Perfect World thì các bài hát chủ đề tại Nhật như Kura Kura, Better, v.v. đều khiến fan K-pop và netizen Hàn yêu thích dù nó là nhạc Nhật. Từ đó nhiều người cho rằng thành tích nhạc số tại Hàn của Twice không tốt là do JYP đã không chọn đúng những bài hát hay để nhóm comeback. Và phải chăng công ty chú trọng chinh chiến tại Nhật Bản hơn so với Hàn Quốc nên mới có sự khác biệt về chất lượng của các màn comeback ở hai nước? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Hãy chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.